Con mà chiên khoai cũng ngon. Tại cái bếp này là bị cháy rồi chúng. Vâng, thế là bếp bị cháy là tại cái bếp này bị cháy nè. Bếp đấy rẻ tiền lắm cơ ạ. Bếp đấy thì linh kiện đó. Bếp hình như mua 1,1 triệu hay nhiêu đó. Còn bếp này chúng nói nhiều. Dòng đấy thì rẻ tiền thật nhưng mà tôi dùng nó sẽ không được bền và nó sẽ bị lăng thô. Cái này 1,350 hả chú? Dạ đúng rồi cô ạ. Nếu mà cô muốn lấy cái đó thì là người tức là cái này là để xuất khẩu đi các thị trường chị nói dần dần không là người ta xuất khẩu đi các nước châu Âu chất lượng xe ồn quá để vô nhà chú nói gì không nghe lại đâu chú nói lại nghe coi cái bếp đó là 1,350 ấy hả là đúng rồi là một người nó không có cần. À, bây giờ cho địa chỉ đặt đặt chú một cái đó cho địa chỉ rồi chừng nào mấy ngày mới có chú. Dạ cô ở miền Tây hả cô ạ? Ở Tây Ninh. À Tây Ninh. Tây Ninh thì nếu mà chiều nay thì chắc không kịp được chú. Hai shipper người ta sẽ qua lấy hàng thì khoảng mốt là nhận được. Mấy ngày mấy ngày? 1 đến 2 ngày là cô sẽ nhận được chú ạ. À 1 đến 2 ngày. Cái bếp của cô nó không đến 1,000,000 đâu cô, cái bếp của cô người ta bán có 5-6 triệu mà cái bếp nó bị cháy lắm. Bị gì hồi đó tôi không biết rồi mượn nhỏ cháu đặt giùm đó. Vâng con không biết nhưng mà bếp đấy rẻ lắm cô ạ, 5-600 thôi. Đó hôm đó sửa là hết 400 mấy, 380, 400 gì rồi đó, vâng, cháy lần rồi. Nhưng mà tiền nào thì giờ không sửa nào á. Và nhiều người người ta biết không biết đấy, nhưng là người ta đặt tưởng là bếp nào cũng giống như bếp nào nhưng mà cua dùng nhiều thì cũng mới biết là cái bếp nào nó bền. Vậy cái bếp đó 1,350 hả? Dạ, vậy để chỉ chú giao cho tôi một cái như vậy. Dạ, nha rồi. Chút nữa cô có nhắn cho con địa chỉ được không hay là cô đọc luôn? À, đọc luôn cũng được hay nhắn cũng được. À, dạ vâng cô nhắn đi để con lưu thông tin nhé cô nhá. Rồi nhắn cho nó dễ. Vâng, cô nhắn địa chỉ với lại số điện thoại qua giúp con nhá. Rồi. Dạ vâng. Rồi. Con cảm ơn cô nhá. Rồi.